Nguyệt thờ sơn văn chú bói Nguyệt thờ sơn bạch mã chú là người thật thật tiên. Nơi nào hỏi thăm ca cắt đi vào ý hỏi thăm ca cắt đi vào đền thờ chú Nguyệt Nguyệt động đào cái tiên trước cửa nên miếu cầu lầu cô lỗ số đã mọc xung quanh đường treo mỗi son mà phật phật mỹ miếu xem bóng cỏ cau ý lá trầu vẫn lại quả có tiền đài chiếc chát sơn màu xanh lam chúa ngồi đó lòng này đau xót gương phàm trần bao kẻ u mê nhớ xưa thái tổ chiều mê
tê tử nơi đời hiền vinh, thông minh trí tề thiên đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cơm nam thịt kinh, chú Nguyệt không hề trọng khinh bầu rượu tâm thiết thiết đủ ta thò ý. Cánh xe đan hồng con nói đồng đồng hơi xương hay hay đâu sự lạ phi thường gần. Thôn nghèo mãnh tổ man man sương làm chiều dạo dạo cúc đưa hương. Chuyện lạ trên trời dưới bề, có những điều không thể tìm xa, tự sinh vật hạn trong trong nhà. Ban khen tay thưởng tay quỳnh tay quế nhỉ, ban khen ban thưởng cung đàn tiếng hát, ban khen ban thưởng đồng anh lý chỉ bách ta cha họ thế mà cho ban tài cho động cho động vận đưa tới động xa đưa về nhỉ, thế mà sơn lâm cho cha mát bỏ trên ngàn cho công hiếu chi chi nhỉ, thế mà biết lên cửa chúa cho ta phúc đẳng hà xa nhỉ, thế mà ta về ta mở cung tài ta hai cung lộc cho nhá, lộc gần ta mang tới lộc xa mang về thọ phạm tiền càn nghiền số yên tổ thiên đình nhá, để bói linh toán hay bói hay toán hiện nhỉ, thế là mà ta cho chỉ sông sông càng chỉ núi núi rồi nhá, thế mà bố trí thì về cửa chúa nhá. Vật nề hàn trong nhà khí hư vật kém tỏa ra tới kỳ đường tay lòng sinh ly địa lý hay huyết đi mộc mì thủy phong ý đồ đen trắng một đường trong sao lan ra